Xin kính chào anh em. Hôm nay thì tôi xin hướng dẫn anh em phân tích cái sơ đồ mạch điện. Hôm nay chúng ta sẽ vào những cái ký hiệu trên sơ đồ mạch điện. Phần 1 thì chúng ta vừa phân tích màu dây cũng như ký hiệu màu dây trên sơ đồ mạch điện, và hôm nay chúng ta sẽ vào những cái phần ký hiệu trên sơ đồ mạch điện. Và đây là tất cả những ký hiệu liên quan đến sơ đồ mạch điện của dòng xe Hyundai. Hôm nay chúng ta sẽ dùng cái ký hiệu này để phân tích trực tiếp ở trên sơ đồ mạch điện. Xin mời anh em vào những cái phần chính. Đầu tiên là cái giắc nối, ký hiệu trên sơ đồ mạch điện, cái này là giắc nối. Phía bên trái là thứ tự chân, phía bên phải nó là ký hiệu của giắc nối. Cái đầu lõm vào là giắc đực và lòi ra là giắc đực và lõm vào là giắc cái. Ở trên sơ đồ mạch điện thì có rất là nhiều cái giắc nối. Đây, 20 là thứ tự chân, MR11 là cái tên của giắc. Đây, màu vàng này, màu cam này là giắc cái và màu xanh này là giắc đực. Màu xanh là giắc cái và màu vàng là giắc đực. Đây, trên sơ đồ mạch điện nó có nhiều cái giắc nối trung gian. Và đây là cái điểm nối mát. Ở trên sơ đồ mạch điện thì có rất là nhiều điểm nối mát. Đây, ký hiệu là điểm nối mát. Ký hiệu này là cái ký hiệu cầu chì. Cầu chì thì nó có nguồn cấp và tên cầu chì và thông số của ampere. Ở trên sơ đồ mạch điện thì ở đây anh em chú ý là hai cái cầu ký hiệu cầu chì này. Hot in off star là cái này là cái cầu chì của cái nguồn điện sau chìa khóa hoặc là khởi động này, hoặc là hot at on time này là cái này nguồn điện thường trực, điện bình ắc quy. Thì cái nguồn điện sau chìa khóa này á là cái nguồn điện để nuôi cái hộp này. Đó, ký hiệu là F22 10A này, module này. Còn cái này là F18 10A, cái này là memory á, là cái này là nguồn cấp cho cái bộ nhớ của hộp. Cho nên là anh em có làm gì liên quan đến bình ắc quy á thì anh em nhớ rằng là nuôi nguồn cho nó để cấp cho cái nguồn của hộp này nhá anh em. Nguồn của bộ nhớ này, nếu như anh em mà tháo hết sạch bình ắc quy là cái này là rất là nguy hiểm với xe đời mới. Đó, và đây là cái ký hiệu cầu chì trên sơ đồ mạch điện. Cái thứ tư nữa là ký hiệu bề bóng đèn. Cái này là bóng đèn là biểu tiền tường của dây tóc. Ở trên sơ đồ mạch điện thì nó có ký hiệu đây. Đây là cái heat lamp, là cái đèn đầu bên trái, đèn đầu bên phải. Cái này là đèn 2 đèn cốt, tức là đèn pha đèn cốt đó. Ký hiệu trên sơ đồ mạch điện, cái này là bóng đèn nha anh em. Và cái ký hiệu trên sơ đồ mạch điện này là cái hiệu diode. Diode thì nó có 3 loại, một diode cho dòng điện một chiều, hai là diode phát quang và ba diode Zener. Thì diode phát quang là diode có dòng điện chạy qua thì nó phát sáng, còn diode Zener là cái diode mà nó sẽ đi ngược chiều lại với dòng điện, trừ khi trường hợp là dòng điện nó bị đánh thục. Đây, trên sơ đồ thực tế thì nó có cái này là cái diode phát quang. Nó nằm ở trong cái con cảm biến auto light photo sensor, là cái này con cảm biến ánh sáng tự động ở trên cái hệ thống điều hòa này. Đấy. Thì cái dòng điện nó đi qua thì nó sẽ làm cho cái con diode này phát sáng. Ký hiệu nó như vậy đấy. Tiếp theo thì cái transistor. Transistor thì nó có hai chức năng chính, đó là một là đóng mở nguồn điện, hai là khuếch đại nguồn điện. Ở trên sơ đồ mạch điện nó ký hiệu như vậy đấy. Thứ ba là cái công tắc chìa khóa này. Cái công tắc thì nó được thiết kế để đóng mở cái dòng điện, và trên cái sơ đồ mạch điện thì được ký hiệu rất là nhiều công tắc. Và đây là cái công tắc cửa. Cái công tắc cửa chính này, lock unlock này, và cái này là cái công tắc cửa phụ. Thì nó cũng có ký hiệu là lock unlock ở phía trong này. Nó tương tự với cái ký hiệu này. Anh em nhìn trên sơ đồ mạch điện thì sẽ biết được là ký hiệu nào là công tắc. Và kế bên nó sẽ ghi là công tắc gì. Ký hiệu này là ký hiệu cảm biến. Cảm biến thì nó có vòng tròn bên trong và cuộn sợi dây. Thì ở trên cái sơ đồ mạch điện là cái con cảm biến đây. Oil temperature sensor này là cái này là cái con cảm biến nhiệt độ của dầu nhớt thông số. Đây, trên sơ đồ mạch điện. Và cái này là ký hiệu cuộn dây solenoid. Solenoid thì nó sẽ ký hiệu cái cuộn dây và hình vuông bên trong này. Ở trên cái sơ đồ mạch điện thì nó có ký hiệu như vậy. Anh em để ý, solenoid thường thường nó nằm ở trong cái hộp số thì nhiều. Và cái này là ký hiệu của motor. Motor thì thường thường là có motor bơm, motor quạt, nó rất là nhiều. Thì trên sơ đồ mạch điện thực tế thì ở đây là cái motor của cái bơm nhiên liệu. Có dòng điện đi qua, cuộn dây thì relay sẽ đóng, và có dòng điện đi qua motor thì motor sẽ hoạt động. Theo là cái này là ký hiệu của relay trên sơ đồ mạch điện.
Cái relay này nó hoạt động từ khi dòng điện có dòng điện đi qua và tiếp điện đóng lại. Trên sơ đồ mạch điện thì có ký hiệu relay. Đây, cái này là relay bơm. Có dòng điện đi qua tiếp điện sẽ đóng lại. Cái này là ký hiệu trên relay trên sơ đồ mạch điện nha anh em. Cái này relay 4 chân, cái này relay 5 chân này. Và đây là cái ký hiệu nét liền. Nó thể hiện toàn bộ chi tiết trên sơ đồ mạch điện. Và đây, đây là cái công tắc, nó thể hiện tất cả những cái chi tiết liên quan đến cái sơ đồ mạch điện. Và đây cũng vậy, tất cả chi tiết liên quan sơ đồ mạch điện nó sẽ thể hiện trên này, là nó nét liền. Và còn nét đứt đó là thể hiện một phần chi tiết liên quan đến cái sơ đồ mạch điện. Ví dụ như ở đây là cái sơ đồ mạch điện này nó có nét đứt, thì những cái phần nào mà liên quan đến hộp số thì nó sẽ hiển thị. Đây cũng vậy, những cái nét đứt này là nó đi, nét đứt nó sẽ thể hiện một phần cái sơ đồ ở trên cái phần mình có thể kiểm tra. Còn cái nét nét liền á là cái nó hiển thị tất cả những cái chi tiết trên sơ đồ, và đây là nét liền nha anh em. Khi anh em đọc sơ đồ mạch điện thấy nét đứt thì anh em mặc nhiên rằng nó chỉ hiển thị một phần liên quan đến cái sơ đồ đó thôi. Ví dụ như tôi đang đọc cái phần hộp số thì ở đây nó liên quan đến phần hộp số thôi. Tiếp theo nữa là cái jack kết nối trực tiếp đến cùng chi tiết. Cái jack kết nối này là cái jack từ cái dây điện kết nối xuống hộp hoặc là kết nối xuống cái con cảm biến. Nó được ký hiệu như vậy. Rất là nhiều ký hiệu liên quan đến cái dây điện mà tới hộp hoặc là tới jack. Và đây là cái ký hiệu của cái đường dây liên tục trên sơ đồ mạch điện. Phía trên này là màu dây. Ở đây này, đường dây liên tục là đường dây không có có jack nối trung gian. Và kế bên nó là ghi màu dây. Ví dụ như đây là 0.5i, tức là 0.5 là kích thước, i là màu dây, là yellow là màu vàng. Đó. Và tương tự tất cả những cái dây này nó không có jack nối trung gian, này là đường dây liên tục trên sơ đồ mạch điện. Để anh em khi đo kiểm thì anh em có thể là phân định được là cái dây nào nó có jack nối trung gian. Và cái ký hiệu này là cái ký hiệu dòng điện đi qua trang. Lưu ý là EF này là cái trang kế bên. Và thực tế trên sơ đồ mạch điện thì nó như vậy đây. Ở đây là nó sẽ AB là sẽ qua trang, và trang kế bên nó sẽ ký hiệu là cái này là bên cơ cấu chấp hành của cửa. Và tương tự ở đây nó là cơ cấu chấp hành của cửa phía đằng trước. Thì nó sẽ qua trang, cái sơ đồ mạch điện nó sẽ hiển thị cái phần và mình đang kiểm tra. Và nếu như các bạn muốn đọc thêm mạch sơ đồ mạch điện thì hãy vào đây để có những cái phần phía trang phía đằng sau. Đó. Cái ký hiệu này là cái ký hiệu jack nối trung gian. Có jack đực, jack cái. Ở trên sơ đồ mạch điện thì jack nối trung gian rất là nhiều, tôi đã nói rồi. Đây, tất cả những cái jack này là jack nối trung gian. Cứ lòi ra là đực và lọt vào là cái. Khi anh em mình đo kiểm thì anh em mình biết cái hướng nào là hướng jack đực, hướng nào jack cái. Và cái này là ký hiệu chân và bên này là ký hiệu jack. Đây là cái ký hiệu jack nét đứt, tức là cái nét đứt này là thể hiện hai cái sợi dây sử dụng chung một cái jack. Đây này, ở đây là chân 14, 13, 14 sử dụng chung một jack này. 7, 8, 9 là sử dụng chung một jack. 15, 16 chung một jack. Đó, 21, 1 là chung một jack. Từ trên sơ đồ mạch điện anh em nhìn cái nét đứt này để anh em biết rằng cái jack nối đó nó có bao nhiêu chân và chân nào nó sẽ trùng chung với cái jack đó. Rất là quan trọng nha anh em. Đây là cái ký hiệu mà dây bọc chống nhiễu, thường thường nó nằm ở trên cái hệ thống cảm biến hoặc là những cái hệ thống sạc hoặc là sơ đồ mạch điện thì nó cũng ít ký hiệu này. Nhưng mà anh em để ý là trên sơ đồ mạch điện nó có một cái cục U lên á, thì nó là cái chống nhiễu đấy. Và đây là cái ký hiệu của cái jack đấu nối chung, thường là sử dụng trên màng ken. Ở đây đây, trên màng ken thì nó có màng ken 2, ken low, màng lin. Nó sẽ sử dụng một cái đầu nối chung này để đi đường dây. Và đây là cái ký hiệu về cái cầu chì nguồn điện. Ở trên này là hot in off star, là nguồn điện được cấp khi chìa khóa on hoặc động cơ khởi động. 7.5 là thông số của cầu chì. 1.25 là kích thước. R là màu dây, là R là màu đỏ. Đấy. Thì ở trên sơ đồ mạch điện là nó như vậy đấy. Thì anh em cứ để ý đi, hot in off star là cái này nguồn điện sau chìa khóa hoặc là khởi động, nó có ký hiệu như vậy. Và đây là nét đứt thể hiện hai tiếp điểm cùng nhau, thường thường là nó sẽ sử dụng ở trong công tắc đèn phanh. Đây này,
cái công tắc đèn phanh này là hai công tắc này nó sẽ sử dụng công tắc AB này nó sẽ sử dụng chung một cái tiếp điện, nó sẽ hoạt động cùng nhau. Ở trên sơ đồ mạch điện thì anh em để ý công tắc mà chỉ có một đơn hoặc là nó không có cái này là nó sẽ không hoạt động chung cùng nhau. Cái này là vỏ chi tiết kim loại được nối với phần mát thân xe, thì thường thường là nó nằm ở cái bu sông đây này anh em, thì nó lấy mát trực tiếp ở trên cái vỏ thân xe luôn, nó không có sợi dây nối mát, thì nó sẽ ký hiệu trên sơ đồ mạch điện như vậy cho mình. Thì mình khi mình đo kiểm thì mình biết rằng à cái dây này, cái chi tiết này nó sẽ nối mát với thân xe rồi. Và cái ký hiệu này thì nó thường thường là lựa chọn một trong hai trường hợp. Ví dụ như anh em có thể là lựa chọn trong trường hợp là lái thuần hoặc lái nghịch, hoặc là hộp số tự động hoặc là hộp số thường. Thì anh em để ý này, nếu như xe của bạn là hộp số thường thì nó đi theo đường này MT, nếu xe của bạn là hộp số tự động thì nó sẽ đi theo đường này. Hoặc là ở bên này nó có ký hiệu là nếu xe của bạn là width là có này, width down là không có này, nếu như xe của bạn có Euro 3, Euro 4, Euro 5 thì nó đi theo đường này. Còn nếu như xe của bạn là không có Euro 3, Euro 4, Euro 5 thì nó sẽ đi theo đường này. Tùy theo cái model xe hoặc là thông tin của xe thì mình sẽ đi theo sơ đồ mạch điện theo đường này để mình đo nha anh em. Cái này là lựa chọn cái hệ thống thôi. Cái này là ký hiệu kim phun thì rất là dễ dàng rồi. Ở trên xe thì nó có kim phun, 3-4 cái kim phun thì nó ký hiệu ở đây. Anh em để ý, nó có ký hiệu đầu, trên đầu kim phun nó sẽ ký hiệu là inserter số mấy này. Ví dụ inserter 1234 đấy. Cái này là cái ký hiệu lộ chi tiết để bắt buri sấy. Ví dụ như là ở trên sơ đồ mạch điện thì nó sẽ có ký hiệu cái này, nhưng mà hiếm lắm, cho nên là anh em cũng ít gặp. Và cái ký hiệu trên sơ đồ mạch điện này là loa. Loa thì nó nằm ở trong nội thất xe rất là nhiều. Ví dụ như loa chính này, loa bên cửa này đó, cửa phía đằng sau này. Ở trên sơ đồ mạch điện thì nó có cái ký hiệu này là anh em mặc nhiên là cái loa nhé, loa âm thanh nhé. Tiếp theo cái phần này là phần thứ hai. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ nghiên cứu cái tên jack. Ví dụ như ký hiệu đầu tiên của jack là C thì nó nằm tên của bộ dây điện là gì, vị trí nằm ở đâu. Ví dụ nhé, chúng ta vào cái phần đầu tiên là C là dây điện điều khiển là control á. Thì ví dụ như trên sơ đồ mạch điện nó jack là C224 thì nó nằm ở vị trí khoang động cơ, thì anh em mặc nhiên là cái jack C là nó nằm ở khoang động cơ. Chứ nếu mà jack C mà anh em đi ra phía đằng sau cốp để tìm thì nó là sai rồi, cho nên là mất thời gian. Cho nên anh em mình khoanh vùng cái bỏ dây control harness là bỏ dây này, bỏ dây điện điều khiển này, nó nằm ở khoang động cơ vị trí này. Và cái dây cửa, ví dụ như D là cửa đo á, bên ngoài cửa, dây điện bên cửa thì nó ký hiệu đâu ạ? Nó nằm ở bên cửa. Cứ ký hiệu nào jack D thì anh em cứ kiểm tra nó nằm ở ngay gần cửa để mình khoanh vùng nha anh em. Rồi, nó là ký hiệu jack E. E là dây phía trước, dây kết nối với modon, nó nằm ở khoang động cơ. Ví dụ E1, E2, E4, E5 này, trên cái sơ đồ mạch điện nó kể ký hiệu thì anh em mình mặc nhiên rằng sẽ mò ở trong cái khoang động cơ. Chứ còn nếu mà cái E mà nhảy vào bên trong nội thất để tìm cái jack thì nó không đúng rồi. Cho nên là để anh em mình dễ tìm được cái vị trí jack hoặc bó dây á, thì anh em mình hãy nhớ những cái ký hiệu từ viết tắt của đầu tiên của cái này. Và vị trí của nó rất quan trọng anh em nhé. Ví dụ như E thì nó nằm ở khoang động cơ, và những cái jack nào liên quan đến khoang động cơ thì anh em mình sẽ tìm hiểu trong đó. F là dây ở trên sàn. F là dây trên sàn này thì nó rất là nhiều. Ví dụ kể cả ghế hoặc là những cái chi tiết nào trên sàn thì nó sẽ ký hiệu là F19, F35. Thì khi mình tìm cái bó dây này á thì mình có thể là tìm bên sàn. Rồi, M là men, là dây điện chính, là khu vực đồng hồ tắp lô. Tất cả những cái dây liên quan đến đồng hồ tắp lô, jack kết nối và dầm á, thì nó sẽ ký hiệu là M. Ví dụ như M01, M02, M04. Ở trên sơ đồ mạch điện khi này chúng ta đã nghiên cứu qua rồi đấy. Thì là cái ký hiệu M này là nó nằm ở đồng hồ tắp lô. Anh em nhớ nhé, nó nằm đồng hồ tắp lô chứ không phải nằm đằng sau. Rồi, R là dây điện cản sau, trần xe. Đó, đây mới là sau này. Ví dụ như anh em thấy cái chữ R, ví dụ R25, R21 này, thì nó mặc nhiên là gì? Nó nằm ở cốp sau này. Cái jack này nó nằm ở cốp sau. Hoặc là R không mấy đây, thì nó sẽ nằm ở trên mui trần á. Và cái này thì nó sẽ nằm ở cốp, cái này là nó sẽ nằm ở
cản cản sau, cái phía đằng cản á. Đó, cái này cốp sau, cản sau và cái này trên trần. Cho nên là nó ký hiệu, cái ký hiệu của jack là R thì anh em mình khoanh vùng để tìm cái vị trí jack. Ghế á, là nó ký hiệu là S là sit. Đó, thì thường thường là ghế thì nó sẽ ký hiệu chung với lại sàn, cho nên nó là ghi F, F mấy hoặc là M mấy thì nó nằm ở dưới sàn. Nên là anh em mình tìm cái ký hiệu liên quan đến jack của ghế thì anh em mình nhớ nhé, F hoặc M. Rồi, điểm nối mát là gì ạ? Nó là G, ground á. Anh em thấy điểm nối mát nó bắt khắp xe, chỗ nào cũng có điểm nối mát, mà cứ ký hiệu là G, không C, không mấy đây, nó là mặc nhiên là nối mát. Chỉ cần đọc tên jack là anh em biết là jack đó là jack nối mát rồi. Vâng, thì tôi vừa hướng dẫn anh em đọc những cái ký hiệu trên sơ đồ mạch điện. Cảm ơn anh em đã quan tâm và chúc anh em thật là nhiều sức khỏe, niềm vui. Xin cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.